Đoàn tất cả anh em đang chuẩn bị lên chinh phục A Bà Trải. Mìn. Ở đây trâu lên được à? Mỗi một đoàn là có hai một đồng chí biên phòng dẫn. Chương trình chinh phục A Bà Trải leo đường như này các bạn. Thế còn 5 cây số, bây giờ về sau nó dốc nữa không? Hiện giờ đang thấy cũng là mệt lắm rồi. Dốc rất kinh khủng. Cố nhanh lên em ơi. Cố lên, sắp đến rồi. Trước làm gì có. May rồi, thế là may rồi. Năm ngoái chưa có đúng không ạ? 4 tháng trước chưa có, đấy. Mình đi đúng dịp có bằng đường bê tông này, đỡ đây. Quá chuẩn rồi. Xe máy lên đây. Cụ già. À. Được rồi. Đây có bác già 90 tuổi. Được phép đi xe máy như thế này. Còn không bất kỳ ai không được phép đi xe máy. Hàng cao tuổi. Hàng cao tuổi nên được đi xe máy như thế này. Số 1 rồi. Đó, thấm mệt. Bắt đầu thấm mệt. Thêm hàng VIP nữa. Mẹ ông kia có hàng VIP đâu mà lên. Mẹ ông kia ngồi trên xe có hàng VIP đâu. Trời. Xuống đây. Ông phải dắt lên. Dắt thôi, đúng rồi, mẹ chỉ được dắt thôi. Không được ngồi. Sắp đến rồi. Và nó vừa xin lỗi chị nhưng mà thằng nào cũng đi nhanh. Đứng ở cố lên đây, cố lên đây, em đang thế này rồi, cố lên đây đi, đi một đoạn đây đứng lên nào. Được, đi được 1/3 đường rồi, còn 2/3 đường nữa rồi, cố lên. À, cái con đường này là mới làm cách đây 4 tháng nên là cũng dễ đi hơn. Trước là chưa làm. Em hiểu không? Hiểu lý do vì sao anh cầm cây dài vậy? Đứng ở đây này, đứng ở đây này. 2 tiếng leo rất là mệt. Phải 5 cây đấy. Đây, nhìn thấy con mốc rồi. Nhưng mà từ đây lên trên đấy thì cũng mệt đấy. Cũng phải dài được. Anh ở đây. Anh thấy mốc chưa? Đấy, trên này là mốc, cột mốc. Kia là chỗ 1, 2, 3, 4, 5 cái cây kìa. Đúng rồi, cột mốc đấy. Mốc. Đây. Ở dưới đàn mấy bác này vẫn còn. Thì các bác trẻ này có con leo giỏi không? Đây là đoàn cuối cùng rồi. Cùng đây. Đếm thì có mỗi 5 người đi xe máy. 5 người đi xe máy mới 3 người 8 hết. Hay. Còn một người đi xe máy của bộ đội rồi, 2 người đi xe máy bộ đội. À. Đấy, 4 người đi xe máy bộ đội, 3 người. 3 người đi xe máy bộ đội, tức là 5, 6 rồi. Đường này đi xe máy mà từ dưới chia lên đây cũng mệt đấy, cũng ngoài đấy. Nhưng mà hai bác già
Vâng, 385 à. Thế là chịu ưu tiên bác đi xe máy đây. Ưu tiên cho đi xe máy từ dưới đây. À, may đấy. 74 84 mà. Chắc ông tóc dài hả? Mà đi được này là kinh nhỉ. Lại lên tận đây là được ác. Đi ô tô lên đây cũng mệt. Hành trình là gần 2 tiếng đồng hồ. Đây là cây Trám. Chúng ta đã đến chân của cột mốc. Trên kia là bậc thang. Còn toàn bộ đường đi thì hiện giờ đang làm bê tông rồi. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Về đâu? Cây Trám rất là to. Đâu quả Trám đâu, quả Trám đâu đây? Đưa quả Trám đây quay. Vứt rồi. Lên đâu đấy, bạn này lên đầu. Vậy là chụp cho anh cái bậc thang hai cậu coi. Ta sẽ khám phá tiếp 527 bậc nữa. Bắt đầu đi. Đây là 523 bậc lên đến cột mốc trên kia. Và chúng ta sẽ đi. Đi xa để trở về. Ở đây làm rất là đẹp, cái bậc rất đẹp nhờ. Đẹp. Đá. Đâu là 40 phân. Cái bậc này 40 phân. Mà nhân với 527 bậc có nghĩa là hơn 2000 mét. Là hơn 2 cây số từ dưới chân kia lên đây là 2000 cây số rồi. À 2 cây số rồi. 3 cây số cộng với 3 cây lũy đi á, nó phải 7 cây. Mẹ từ chân đến đây 6 7 cây. Đấy cái điểm bậc này 40 phân. Đúng rồi, 40 phân bậc. Thôi tóm lại là 2 cây. Em chạy chưa? Không. Chuyện nhỏ. Chạy theo luôn. Mày. Sợ đi cũng chạy theo nó. Lên. Chịu rồi. Chuyện đây. Anh muốn quay rồi. Sau khi chạy theo đồng chí bộ đội kia là đứt hơi. Đi được bao nhiêu bậc rồi? Giữa nửa chưa? 500 là hơn nửa rồi. Hơn nửa rồi. Thế sao rồi? Có đây. Một tầng. Sắp lên đến nơi rồi. Có đây cả hai chị em mình cùng được lên đỉnh. Còn 100 bậc rồi, cố lên. Đến rồi. Mấy chị này khỏe quá. Thank you.
Hồi sức rồi. Ôi, 500, 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
557 bậc. Ai bảo 557? Tao bảo, tao đếm. Đây là, đây là Việt Nam. Các bác, các bác già này có mệt không? Việt Nam bên này. Việt Nam ơi. Lào bên này. Và Thái bên này. À đâu, Trung Quốc bên này, có sorry. Ở Trung Quốc. Chụp cả ba nơi được thì được. Chuẩn men. Trung Quốc như cờ Việt Nam phủ đầu. Phủ vào đâu? Đi đây này, đây này, từ từ từ, phủ rồi, phủ vào đâu đó. Ê, bà ơi, bà cắm vào đây. Cảm giác bây giờ cực kỳ khó tả, cực kỳ mệt nhưng mà cực kỳ sướng. Lên đây không khí sướng này, rồi chúng ta nhìn được cột cột mốc của ba nước, xong cuộc hành trình 7 cây số leo dã man luôn. Bên này có những người già 80-90 tuổi. Bác bao tuổi bác ơi? 74 tuổi. Bác ba, bác kia bao tuổi? 84. 74 là cháu 7. Cháu 10 đúng. Ông kém một con 2 tuổi ấy, 72. Ông là con tuổi rộng. Ông 74, ông này kém ngày 3 tuổi. 74, ông 72. Kiệt chưa? Mày quay cho anh này, anh ạ. Thế đâu rồi nè? Thoải mái đây, các cụ cũng vào hết đây, chú vào luôn đấy. Chú đưa máy đây, đưa máy đây. Nhưng mà như thế vướng quá thì ta không dậy thôi. Chú cứ lên đây, chú lên đây, tí chút sau. Đang quay cơ mà. Quay hai máy cơ mà. Đang quay rồi, hết tay rồi, mày nhìn chụp đâu nữa. Đúng rồi, chuẩn. Quay không nhìn được. Dọc quay nào nó còn nhìn được à? Ông để cho anh ấy đi. Rồi xong rồi đó. Cột mốc của Lào thì chính thì đằng sau lưng ta là Lào đây. Lào đấy. Đây là Lào. Cột của đất Lào. Cột mốc này là được năm 2008 được ba nước thống nhất cắm cột mốc này. Còn đây là sự ra sang phía Trung Quốc. Đây phía Trung Quốc đây. Trung Quốc chính là cái cột mốc này. Không, ngồi. Phía Trung Quốc đây. Đây là phía Việt Nam.
một cái phía Việt Nam. Và đây cột mốc Việt Nam đây. Các bác đang chụp đây. Đấy. Điều rất đặc biệt là phía nước ta đã có bậc lên xuống rất đẹp. Và bên phía Trung Quốc cũng có bậc lên xuống. Khách Trung Quốc cũng lên trên này. Đây là biển chữ Trung Quốc gì đó, không biết. Điều rất đặc biệt là đây là có thể chụp bước sang chân Trung Quốc rồi. Và kia là đường Trung Quốc lên. Còn phía bên Lào thì không thấy đường lên. Làm điều đặc biệt như vậy. Đây đây phía bên Lào đây là không có đường lên. Có thể chưa làm. Người ta chưa làm cái cột mốc này. Cầu thang làm bằng nhựa. Bê tông. Đây chị Trung Quốc đây. Toàn bộ khách du lịch của Trung Quốc đến thăm cột mốc. Em nhá, thế này anh em đam mê phượt nhá. Đây, đây là cột mốc số 0, đây là Việt Nam. Cột mốc này đặc biệt là có 3 mảnh. Đây chúng ta ba mặt. Chúng ta đang đứng ở Việt Nam. Đây đường hướng thẳng em vào là sau lưng ta là Trung Quốc, ở bên đây, bên kia là Lào. Máy quay có thể hướng đông kia một chút xíu. Đấy là Lào. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang đất Trung Quốc nào. Anh nhìn tôi bước sang đất Trung Quốc nhé. Không cần phải hộ chiếu, chúng ta sẽ bước sang đất Trung Quốc. Ở đây là đất Trung Quốc. Toàn bộ đây là đất Trung Quốc. Ở đây, đây là cột mốc của Trung Quốc. Cột mốc này là được ba nước thống nhất năm 2008 để xây cột mốc. 2008 là được thống nhất, còn thống nhất là được xây cột mốc này chứ không phải là năm được. Đây là đường xuống Trung Quốc. Các bạn, đây là toàn bộ đất Trung Quốc. Đây là cột mốc của Trung Quốc đó. Các bạn có thể nhìn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang Lào. Còn nhìn chữ Trung Quốc đã. Đây, nhìn chữ Trung Quốc. Đây là mốc biên giới của Trung Quốc này. Đó. Và đây là tấm bia của Trung Quốc. Đó. Đây là tấm mốc biên giới bia của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp trở sang bên bên Lào. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị bước sang Lào. Chúng ta sẽ bước sang Lào nhé. Yeah, okay. Sang Lào. Sang Lào rồi, đây là đất của Lào. Đây, toàn bộ khu vực kia là phía của Lào. Rất đẹp, cảnh rất đẹp. Bên Trung Quốc thì không nhìn thấy rõ lắm. Bên Lào thì nhìn rất rõ. Đây, ý chí. Đây là chúng ta chuẩn bị bước về đất Việt Nam. Rồi. Đây toàn bộ cảnh Việt Nam kia. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Các bạn nào làm theo thịt. Xin chào các bạn. Cũng chuẩn bị tới là một ngày gần nhất, mỗi ngày 2 là ngày sinh nhật tôi. Cũng rất là buồn, cũng chưa biết đi đâu. Thôi thì cũng có được sự gợi ý của tất cả các anh chị em. Chúng tôi muốn đến giới thiệu được một cái, tự nhiên có một cái cọc mà nó có một hình tam giác. Ban đầu tôi chưa biết là cái tam giác này nó thể hiện cái gì cả. Và cũng không hiểu được cái cột mốc số 0 nó có ý nghĩa như thế nào. Và đến bây giờ tôi sẽ xin khám phá và giới thiệu các bạn. Đây là mặt và quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là nước Việt Nam chúng ta, nơi tôi được sinh ra và trưởng thành cho đến giờ phút này. Và cái mặt thứ hai của cái hình tam giác này
thì bây giờ tôi chưa biết là gì cả, nhưng theo như các anh biên phòng ở đây giới thiệu đây, cái ba tam giác này nó thể hiện cho ba quốc gia. Cái quốc gia tôi đang đứng ở đây và những viên gạch nát đây hàng chéo này nó là của Việt Nam. Và bây giờ tôi sẽ bước tiếp sang cái mặt thứ hai của Trung Quốc. Đây giới thiệu các bạn, đây là quốc huy của Trung Quốc, Chinese. Thì cũng như là tôi nói rằng là tôi mới khám phá cái hình tam giác thứ hai. Còn tam giác thứ ba tôi chưa biết là cái tam giác gì cả. Và cho nên tôi sẽ giới thiệu và mời các bạn cùng khám phá tiếp với tôi cái cột mặt tam giác thứ ba. Và đây, tam giác thứ ba. Đây, và tam giác thứ ba tôi đã phát hiện ra đây là của đất nước nào. Là cột mốc ba tam giác, có nghĩa rằng là của ba đất nước, và cột mốc số 0 là một điểm chung để ba đất nước thống nhất dựng nên một cột mốc này, cột mốc như thế này. Và đến bây giờ tôi mới hiểu ra được cái định nghĩa của cái hình tam giác, đó là đại diện cho ba quốc gia ở ba mặt. Và bây giờ tôi sẽ trở lại về Việt Nam để chuẩn bị tới tổ chức cái dịp sinh nhật của tôi. Tôi đang về Việt Nam. Việt Nam muôn năm. Việt Nam. Được, lại của tôi Việt Nam đi. Nào. Việt Nam muôn năm. Tôi yêu Việt Nam. Rồi. Mặt phải riêng này. Mặt phải quyết tâm lên. Tiến lên. Đây, lên Việt Nam ta. Quyết tâm lên. Xong rồi, để cắt. Đây quay hay gì? Vâng. Quay bình thường à? Đang quay bình thường. Xuống thì thường thôi. Đấy, quay này quay đẹp này. Rồi. Bác này diễn. Ui, chả biết nào đấy, thôi bây giờ tôi này vượt biên đi. Rồi, có cả nào cả ấy luôn. Xuống đường dốc này. Rồi, bắt đầu. Hả? Được, đường này xuống tốt, bắt đầu cả. Đây là thổ dân, ta vẫn đi mà nữa. Chẳng. Người ta làm được đi được thì mình phải về ấy được rồi. Xuống được qua bác này. Xuống rồi. Xuống đây. Sao mà chổng máy đây, quay clip cái đoạn này cái. Xuống đây. Đang xuống, em chào anh nhá. Đi đâu đây? Em vừa đi sang Lào mới Trung Quốc chơi. Sang Lào Trung Quốc rồi, đã về rồi. Bây giờ em về rồi. Hay quá. Vâng. Ngồi bên lại lằn rừng. Rất to. Đây. Hoa lan. Không biết hoa lan gì. Nhiều hoa lan quá. Đây xa xa lại có cây nữa. Rất to.